Chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với kênh Bếp Út Quỳnh 69. Hôm nay mời cô chú anh chị cùng vào bếp với Quỳnh và làm món bắp bò nấu lẩu cam. Bò hay còn gọi là bắp hoa thì trong cái sớ thịt của nó đan xen có phần gân, cho nên khi mình nhúng lẩu ăn nó sẽ có giòn giòn rất là ngon. Mỗi một con bò thì chỉ được mấy ký bắp thôi, cho nên phần thịt bắp nó hơi hiếm hơn so với những bộ phận khác. Phần bắp bò này có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon, nhưng mà hôm nay Quỳnh sẽ giới thiệu với mọi người món bắp bò nấu lẩu cam, ăn cũng rất là dính luôn. Nguyên liệu để nấu lẩu hôm nay thì Quỳnh cũng dùng khá là nhiều loại rau. Và một món không thể thiếu hôm nay được đó là cam sành. Đi kèm nó là một miếng thơm, cà chua và dăm ba quả ớt. Rồi một mẹt rau full topping, trong đó có rau cần, này, rau muống, hoa chuối, rồi kèo nèo, bông xoa đũa. Và kế đến đó là bắp bò và một số hải sản như mực và tôm này. Tất cả phần nguyên liệu Quỳnh đã rửa sạch sẽ hết và bây giờ Quỳnh sẽ đi thái thịt. Thì với thịt bắp hoa, Quỳnh sẽ thái mỏng, là vì nếu thái dày quá thì thịt nó sẽ bị dai. Tranh thủ thì Quỳnh cũng bắc một nồi nước lên rồi mới tiếp tục đi sơ chế phần quả cam. Ở đây Quỳnh sẽ gọt vỏ hai quả cam để lát hồi Quỳnh sẽ cắt từng lát ra và trang trí ở bên trên, chút xíu ăn cũng rất là ngon. Phần cam hôm nay Quỳnh lựa đó là cam sành. Lý do chọn cam sành là vì nó có vị ngọt chua vừa phải và nó có một cái màu da cam rất là đẹp. Lát hồi nấu một nồi nước lẩu lên nó có màu cam cam, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Phần cam còn lại thì Quỳnh sẽ cắt đôi ra và chút xíu vắt để lấy nước cốt. Mọi người có sợ là cho nước cam vào trong cái phần nấu nước lẩu á, thì nó sẽ làm nước lẩu bị đắng không? Quỳnh cũng sợ như vậy đó, nhưng mà hôm nay nấu thử thì nó rất là ngon, không hề bị đắng luôn mà nó vị chua chua, ngọt ngọt, ăn rất là thanh. Tiếp theo thì Quỳnh sẽ cắt cà chua thành 4 phần. Một trái là cắt làm tư vì trái này hơi nhỏ này. Xong rồi thơm cũng vậy, thơm là Quỳnh sẽ cắt ra, nhưng mà có người thì bằm nhuyễn ra cũng được nha. Bây giờ Quỳnh sẽ đi nấu nồi nước lẩu. Thì hồi nãy nước sôi đã bắc lên rồi, bây giờ Quỳnh cho phần nước cốt cam vào.
và Quỳnh chỉ lấy phần nước cốt thôi nha, còn phần hạt là Quỳnh sẽ lược đi. Tiếp theo là Quỳnh sẽ cho cà chua và thơm vào. Hai cái này kết hợp với nước cam á, thì nó sẽ làm cho nước lẩu được ngon, ngọt hơn và chua thanh hơn. Quỳnh có cho vào đây mấy quả ớt, ai mà ăn được cay nhiều á, thì mình cho thêm nữa nha. Rồi, một hạt là Quỳnh cho một muỗng này. Hạt nêm cũng một muỗng trước. Đường. Đường chắc 3 muỗng mới được. Thơm, thơm mùi cam đấy anh. Rồi. Mình bỏ thêm đây xíu nước mắm nữa nha. Nhiều đây cho nó thơm. Thơm như mùi xe sủi. Thiếu một chút ngọt nữa. Bỏ thêm nửa muỗng đường nữa. Nêm nếm phần nước lẩu xong á, thì quay qua Quỳnh sẽ phi tỏi và sả thơm lên rồi đổ vào luôn. Và phần nước lẩu của Quỳnh đã hoàn thành xong. Bây giờ Quỳnh sẽ mời cả nhà Quỳnh vào và thưởng thức. Rồi, ngưng đi, ngưng đi. Bắt thêm ít nè. Thêm chút rau cần ngon nè. Jenny ơi, em nấu xong rồi qua ăn luôn chứ. Kêu Khánh luôn. Nóng mắm rồi, nước mắm nào? Thêm chứ. Ngon. Ngon thiệt. Tôi bảo tới ăn. Thịt bò nó giòn ha. Jenny à, thử miếng cam coi ngon không? Em thấy cam ngon lắm. Giòn nóng nha. Ngon đúng không? Ừ. Em cứ tưởng lẩu cam là nó đắng á.
ăn ngấy nó ngọt ngọt chua chua ngon ghê. Nóng ạ. Dùng gấm luôn. Ngọt cực kỳ luôn. Ngày hồi chiều cha mới cho. Quỳnh cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh của Bếp Út Quỳnh 69. Và nếu thấy video này của Quỳnh hay và ý nghĩa thì mọi người cho Quỳnh một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé.